Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Sinh Tồn. Và trước các bạn đăng video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một đăng ký. Và đừng quên là kết nối chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn đây, nếu bạn nào đã phát những kết của mình, yêu mến mình, YouTube mình lại tiếp tục những cái video về Minecraft Sinh Tồn, thì đừng quên cho mình đặt 3.000 like cũng như là 100 chia sẻ cũng như đã lại cho mình hashtag, đó chính là FanekGaming, hashtag FKGaming cũng như hashtag FKSurvival nha các bạn. Còn nếu như bạn nào thích xem Minecraft MCB cũng như thích xem modpack các thứ thì nhớ xem mình kênh MK MCB cũng như là MK Minecraft ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì let's go, để ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì các bạn có đoán được không? Hello mấy bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ... Ủa, chết hết rồi à, nhanh nè. Ok, chết đi, còn một đâu? Còn thằng ở đâu? Đó, cậu thẳng trên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft Sinh Tồn. Và chưa bắt đầu video, các bạn đừng quên đó là cho mình một like, một share cũng như một cái nick đăng ký. Và đừng quên là kích video này nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nha các bạn. Ngoài ra thì ở đây, ôi, xâm lược chiến thắng rồi đó các bạn. Wow, kinh khủng không? Ngoài ra ở đây, mình có một anh dân làng có thể chay được vật sửa chữa các bạn à, quỹ sửa chữa. Và mình đã chay rất rất nhiều quyển sửa chữa. Đây chỉ là một ba quyển thôi, ở trên kia còn nữa. Và tất cả đồ của mình đều đã được ép mending các bạn ơi. Và có một cái đầu của con ấy gắn lên đây đi. Đó, trong đây có rất là nhiều vật tổ luôn. Nhưng mà mình thấy á, cái kiểu này á, nó vẫn còn hơi ít các bạn. Thì để mình đang có một suy nghĩ là mình sẽ nâng cấp cái chỗ này lên. Không, phải nâng cấp chỗ này mà mình sẽ làm một cái căn cứ ở trên biển của mình. Thì để mình test thử coi như thế nào có được không. Nếu không được thì chúng ta sẽ gọi là sử dụng tạm chỗ này. Còn nếu như mà được á, thì mình hy vọng là chúng ta sẽ gọi là nâng cấp được cái farm emerald lên để chúng ta có thể kiếm được nhiều emerald hơn nha. Bây giờ thì let's go nè. À, là mình định á, là mình sẽ gọi là xây dựng cái máy nó nằm ở phía bên này các bạn, đi ra ngoài này để farm luôn. Và chúng ta đã mang hết mấy cái đồ lặt vặt ở gọi là khu vực farm kẻ cướp dân làng ở bên kia rồi, mình mang qua đây. Và hiện tại mình đang nấu thêm một vài cái kính nữa các bạn. Để làm gì thì mình cũng sẽ cần khá là nhiều kính, cho nên mình quyết định là nấu thêm kính. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ build và chúng ta sẽ tu nhanh cái đoạn build nha các bạn, tại vì nó cũng không có gì đâu. Nhưng mà cái máy này á, nguyên lý hoạt động của nó tức là nó sẽ gọi là dựa trên ngôi làng, nó cũng giống máy kia thôi. Nhưng mà lần này á, mình sẽ làm là farm 3 ngôi làng luôn và tụi nó sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ sử dụng một cái máy để đẩy tụi nó và ép tụi nó vô trong cái chỗ farm của mình, và mình có thể farm được nhiều hơn. Và ba cái ngôi làng thì các bạn nghĩ đi, cái số lượng emerald nó nhiều cỡ nào, dự kiến là phải tầm 2.000 emerald một giờ. Wow, kinh khủng các bạn. Thì ok, bây giờ chúng ta bắt đầu build thôi nha, hy vọng là mình có đủ cái số lượng tài nguyên các bạn. Let's go. Đây là gần như 70% cái số lượng block mà chúng ta sẽ cần xây dựng nè các bạn. Đó, cần để xây dựng nha. Đấy, và mình cũng còn thiếu một vài lóc nữa, nhưng mà nói chung là nó cũng khá là gọi là ít thôi. Ở phía bên dưới này nè các bạn, thì nó sẽ còn vài lóc nữa. Refresh. Đây, ở dưới này nó chỉ còn mấy cái lóc này thì nó số lượng ít lắm, có 3 cái, 4 cái thôi. Còn mấy cái trên này thì mình đã đáp ứng đủ nè. Đó, từ cái phần này trở lên là mình đáp ứng đủ nè. Có cái kính đen là nhiều nhất. Và có cái khối đất nung tráng men đen này á, thì mình sẽ thay bằng cái khối gạch đá bình thường thôi. Thì ok, bây giờ ta sẽ bắt đầu build thôi nào. Let's go. Và chúng ta sẽ, cái máy này chúng ta sẽ cần có 4 con dân làng nha các bạn. Thì 4 con dân làng mình chưa có mang qua, nhưng mà từ từ mình sẽ mang qua. Còn bây giờ thì mình sẽ build nha. Hẹn gặp lại các bạn tí tẹo nữa nào.
đây là cái máy của chúng ta đây các bạn ơi. Thì hiện tại mình đã xong xuôi rồi, thì ở dưới này chúng ta sẽ cần phải có thêm 4 công dân làng nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chuyển 4 công dân làng qua để chúng ta có được gọi là một cái hệ thống farm nó ngon lành luôn nha. Ok, thì chuyển 4 công dân làng qua, mình nghĩ là chắc là mình sẽ làm một cái đường ở vị trí này, mình sẽ đổ nước ở vị trí này mình, hoặc là mình sẽ dời qua đây một xíu ngay chỗ vị trí này chẳng hạn, ta sẽ đổ nước xuống thôi các bạn. Thì con dân làng nó sẽ đi xuống thôi, và khi mà nó đi xuống thì mình sẽ cho nó vô đây một con và kia hai con, là tổng cộng nó sẽ cần có 4 con dân làng nha các bạn. Thì để mà có 4 con dân làng thì bây giờ mình sẽ phải dọn đường hết, dọn dẹp khu vực này để làm gì, tránh đường cho 4 con dân làng qua ha. Mình sẽ đi qua cái ngôi làng mà nó ở gần cái khu vực mấy bữa ấy bạn, ở gần cái khu vực mà bữa mình đã gọi là bắt mấy con dân làng ấy, mình bắt về 4 con nha. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển nó vào và mình sẽ test cái gọi là mình sẽ test cái hệ thống này cho các bạn xem. Trước khi ấy thì mình sẽ cần bọc hàng rào lại. Đấy, phải cho tụi dân làng nó không có được đi ra đây các bạn ạ. À, bên này chắc khỏi bọc đi, ốp lại luôn. Đấy, bọc hàng rào lại để tí nữa có gì chuyển của nó vào thì tụi nó còn đứng yên các bạn ơi. Chứ tụi nó là hay đi lung tung lắm, cho nên mình bắt buộc phải ốp thôi, không ốp lại là không được đâu. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình chuyển mấy con dân làng qua nha. Ok, mình đã chuyển được 4 con dân làng qua rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phải làm một cái đường cho tụi dân làng nó đi tới cái vị trí ngay chỗ này. Đó, ngay chỗ cái chỗ mà mình đã gọi là làm cái đường nước nè. Ok, được. Đó, mình làm cái lỗ này nè bạn, tí nữa nó rớt xuống dưới ấy thì nó sẽ gọi là rớt vô cái vũng nước nha bạn, cho nên nó sẽ không chết đâu. Thì đầu tiên ở phía trên á, mình đã làm một cái khu vực chứa, thì ở trên á chúng ta sẽ chứa một con trước, rồi từ từ chúng ta sẽ chứa thêm 3 con phía dưới, thì 3 con phía dưới thì nó cũng không khó lắm. Đấy. Ok chưa? Ok. Rồi, mở một cửa nè. Thằng đi đây. Mình đẩy. Ủa sao hôm nay có 3 thằng vậy? What the hell? Sao có 3 thằng vậy ta? Ok, để tới mình kiểm tra lại các bạn. Có thể là nó đi ngược về lại bên kia rồi. Thì ok, bây giờ mình sẽ cho nó rớt xuống. Ui. Ồ, nếu mà mình không có nước ở dưới lỡ nó có chết không ta? Oh my god, không có nước ở dưới này mình sợ nó chết. Đó, cho nên mình sẽ đổ nước đây cái đã. Rồi mình lên mình đẩy nó. Ây da. Đó, mình đẩy nó vô đây nha các bạn. Đấy, và mình đã để sẵn cái cục đá mài phía dưới rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng 4 con dân làng đều là nghề gọi là lấy đá mài nha các bạn. Ok, good. And ok, rồi. Goodbye. Mày sẽ mãi mãi bị giam cầm ở nơi này ha. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có là 3 khu vực dành cho 3 con khác nhau các bạn. Thì tạm thời á, mình sẽ đập cái này đi để làm gì. Thì lúc nãy tí nữa mình sẽ cho tụi nó vô một chỗ luôn. Nhưng mà khi đêm á các bạn, đêm xuống á là tụi nó sẽ gọi là tự động luôn. Tự động tụi nó sẽ gọi là giành giường của nhau. Thì không phải giành giường mà là mỗi đứa mỗi giường ấy. Thì lúc đó tụi nó sẽ tự động nhảy vô mấy cái giường. Thì lúc đó sau khi mà giờ buổi tối ấy, thì mình sẽ gọi là ốp lại luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ gọi là làm thế này. Đấy, mình sẽ cho tụi nó vô trong này luôn. Đấy, như thế này để tụi nó khỏi leo ra nữa các bạn ơi. Đấy, thế cho vô một ô thôi. Đấy, ốp vô hai ô. Đấy, rồi thả tụi nó từ trên xuống giống cái con kia thôi. Và lúc nãy mình đã tìm thấy con dân làng kia rồi, tại vì nó chui vô trong cái cổng địa ngục các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ gọi là ốp lại để tụi nó không có té này, sau đó mình đi lên và thả tụi nó vô các bạn, để tới lúc tụi nó gọi là được đi vô rồi. Ok, let's go. Rồi, như này chắc là tụi nó vô giữa đúng không? Ok, lẹ lên. Đẩy tụi nó vô một cái nữa là xong. Xong xuôi ngon lành các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cần có thêm
ba cái chuông nữa. Để làm gì? Ba cái chuông để chúng ta tạo thành ba cái làng các bạn. Thì hiện tại là mình chỉ có một cái thôi, thì bắt buộc là mình sẽ phải đi kiếm thêm hai cái chuông nữa. Thì kiếm cái chuông này á, thì các bạn cứ đi tới những cái vùng mà kiểu như là có cái làng á thì các bạn mới lấy được. Thì bây giờ mình sẽ cần phải bỏ tạm vô một con đã, bỏ tạm vô cái làng đi, sau đó mình sẽ đi kiếm thêm hai cái bỏ vào. Sau khi bỏ vào rồi á thì chúng ta sẽ gọi là đi qua bên kia để lấy cái hiệu ứng gọi là gì ta, hiệu ứng xâm lăng. Sau đó thì mình sẽ gọi là về đây test cho các bạn xem cái máy này hoạt động như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ bay đi hướng này đi, sẽ bay hướng này để kiếm làng nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình kiếm được thêm hai cái chuông nữa và mình sẽ quay trở lại để chúng ta test thử cái máy nha. Ok, mình đã kiếm ra thêm một cái làng đây các bạn. Thì để xem ở đây coi thử có chuông không. Đây một cái, vậy là mỗi làng chỉ có một cái chuông thôi bạn ơi. Có cái chỗ này có thêm cái chuông nữa không, để khỏi mất công đi kiếm. Mình bay cũng khá xa các bạn, tính ra mình bay tới mấy ngàn block ấy. Vậy là chỉ có một, mỗi làng chỉ có một cái chuông hả bạn ơi. Như vậy là chúng ta sẽ phải tiếp tục lên đường để đi kiếm thêm một cái chuông nữa nha các bạn. Ok, vẫn là thẳng tiếp hướng này nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình kiếm ra được một cái chuông nữa nha. Cách đó không xa, chúng ta lại phát hiện ra một ngôi làng nữa và mình sẽ gỡ cái chuông luôn. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành gọi là tìm hai cái chuông nữa. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về gắn hai cái chuông và mình sẽ đi lấy cái hiệu ứng điểm xấu. Sau đó quay, ở đây có một cái builder nữa nè. Quay, ngon, được. Mình mà đứng đây lấy hiệu ứng thì nó sẽ gọi là có cái kim tự tháp nữa kìa. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về nha, để mình gọi là gì ta, gọi là mình có thể gọi là gắn cái chuông vô, sau đó thì tí nữa mình sẽ đi qua bên khu vực farm kia để mình lấy cái hiệu ứng rồi mình sẽ quay trở về test cái máy cho bạn xem nhé. Ok, let's go, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở về và có hiệu ứng nha. Ok, bây giờ mình chỉ cần gọi là đi qua đây lấy cái hiệu ứng điểm xấu thôi các bạn là chúng ta hoàn thành. Đấy, bay đảo quê đào bao ra bay nhanh vãi nồi quê quê. Hiệu ứng điểm xấu ở đâu ta, cái cổng ở đây cổng này. Nói chung là mình quên cổng các bạn, nhưng mà nói chung đây là cổng này là sẽ đi qua chỗ view lịch chơi này. Đấy, chính xác. Bây giờ mình sẽ phải kiếm cái con có cái gì đó lá cờ ấy các bạn, đánh thì mới có hiệu ứng lận. Ok, à đây nhanh vậy, hy vọng là chúng ta sẽ thành công. Ok rồi, được rồi, quay về thôi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà để mình coi hy vọng cái máy bay của ta thành công nha. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok, để mình qua cái khu vực của mình cái, qua cái khu vực máy farm cái coi. Hồi hộp quá các bạn ơi, không biết có được không, tốn công sức. Ok, đây là khu vực máy farm của chúng ta các bạn. Đi vô đây. Ê đấy, sao vậy, sao nó không có hiệu ứng gì vậy. Alo rồi, để mình coi rồi mình bay trên này coi, nếu mà nó xuất hiện ở trên này thì mới chuẩn nha các bạn, còn nó xuất hiện ở chỗ khác á là Summoner Rift. God. Nó không xuất hiện ở trên này. Oh my god, cái máy của tôi. Oh no. Why? Cút đi. Oh my god, các bạn ơi, nó không xuất hiện ở phía trên. Hồi luôn. Đừng có nói với tôi là fail nha. Tôi không thích điều đó đâu. Fail một cái là ăn mất luôn đấy. Còn một con nữa đâu rồi ta. Các bạn, thì đây là cái thiết kế gốc của cái máy nè các bạn. Thì cái thiết kế gốc của cái máy này á, là nó hoạt động là khi mà tụi
cướp dân làng nó xuất hiện á, nó sẽ xuất hiện ở đây. Và những cái con heo, những cái con ấy thì nó sẽ bị giết chết bằng cái lava này bạn, giống như cái máy của mình nó giống y chang mình build luôn, tại vì mình build theo cái thiết kế này. Và tụi nó sẽ bị đẩy vào đây. Đó, như thế này. Ở dưới đây thì bạn sẽ có một cái chỗ để chém tụi nó, và tụi nó chém một hit là đỏ, các bạn thấy không? Emerald các thứ nó rớt ra liên tục luôn. Và khi mà hết cái này nè, đó, kinh nghiệm các thứ vô lia chia luôn. Nhưng mà hiện tại là cái máy của mình á, mình xây lên cái thế giới thật của mình á, thì nó đang hiện tại là đang bị lỗi các bạn à. Cho nên mình không có xuất hiện được ở trên này. Thì mình sẽ fix lại ở trong tập sau với bạn. Còn tập này thì đó, đây, đó, nó sẽ xuất hiện quá trời luôn. Một lần là 3, 4 bãi luôn các bạn, đó thấy không? Đó, xong đẩy vô, đấy. Thì mình sẽ sửa lại trong tập sau với các bạn. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Thì nếu như bạn nào thích cái clip mình thì đừng quên là share một like, một share như một đăng ký. Và đừng quên là kích vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp nha. Bye bye.